Xin chào, bác đã quay trở lại với kênh Kia Xe Đạp, kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe đua Merida được trang bị full bộ chuyển động, full một bộ group của Shimano Sora. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Toàn bộ phần khung của chiếc xe thì là tùy nhôm, nước sơn nguyên bản, sơn đỏ đen rất là đẹp. Sơn còn khá là mới, chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Sử dụng full bộ group của Shimano Soza. Đây là Shimano 700C, tay lắp cũng của Soza. Em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả. Đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì chiếc xe phù hợp cho các bác từ khoảng 56, 57 à 66, 67 16, 77 đi là phù hợp. Trang bị ở 9 tầng lít, 2 tầng đĩa, có 18 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe thì rất là mượt mà, lên xuống trơn tru. Vâng, và giá bán của chiếc xe bên em đang bán với mức giá là 8 triệu 900, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả là ấn nút chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất về những chiếc xe khác của em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.